À, xin chào các các bạn ha thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mình sử dụng con trỏ trong cái ngôn ngữ C uh, uh, si cộng cộng ha ngôn ngữ C si cộng cộng thì khi lúc hồi xưa mình học về C si á mình đã từng dùng cái con trỏ rồi các bạn ha. Thì đối với cái con trỏ trong si thì khi mà mình muốn sử dụng á, thì mình sẽ dùng cái à, cái hàm là malloc, a alloc để mình cấp phát cái bộ nhớ đúng không? Sau đó mình sẽ giải phóng bộ nhớ của nó ha. Mình sẽ free bộ nhớ của nó vào vào khi sau khi mà mình mình không muốn sử dụng nữa. Thì ở bên C cộng cộng á thì mình cũng đối với con trỏ á, thì mình cũng có có cấp phát cấp phép bộ nhớ và sau đó mình sẽ giải phóng cái bộ nhớ của nó các bạn ha nó nó cũng như vậy nhưng mà ở bên C cộng cộng á thì nó sẽ dùng cái toán tử gọi là toán tử new để cấp phép và toán tử delete á, là để giải phóng bộ nhớ thì cái cách nó hoạt động thì thật ra nó cũng tương tự nhưng mà về cái cách mà mình sử dụng á thì nó hơi khác một chút nó hơi khó hơn một chút thì các bạn để ý ha rồi thì trong cái class nè trước tiên thì mình sẽ cho cái class vẫn là class fruit thôi và gồm có ba cái thuộc tính và có hai cái loại hàm tạo ha hàm tạo không đối số và hàm tạo có đối số ha có hai cái loại hàm tạo như vậy và có một thêm một cái hàm hàm hủy ha hàm hủy rồi và có thêm một cái hàm uh, print info cái hàm để xuất thông tin cho vui vậy thôi ha. xuất thông tin các loại ha rồi ok ha rồi thì uh, bây giờ trước tiên mình uh, sẽ giới thiệu ra một số cái cách khai báo biến thông thường trước rồi thì ở đây là ví dụ như mình muốn tạo ra những cái cái loại loại đối tượng ha thuộc thuộc cái lớp fruit này thì mình cứ ghi bình thường thôi orange đó tức là trái cam trái apple gì đó thuộc cái kiểu fruit này tức là mình khai báo những cái biến đơn đúng không biến đơn bình thường rồi à, ngoài ra những cái biến đơn bình thường á, thì mình có thể tạo ra một cái biến à, à, một cái mảng cũng được theo cách tạo theo cái 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 thông thường ví dụ như là à, à, fruit uh, fruit uh, fruit list tức là nguyên một cái danh sách luôn đúng không? chứa nhiều cái loại trái cây thì mình có thể cho nó cố định ví dụ như là 10 10 loại trái cây đi, một cái mảng 10 loại trái cây. Đó, thì đó là uh, mình vẫn có thể sử dụng một cách thông thường tạo ra một cái mảng uh, bình thường như vậy. Rồi sau đó mình để truy vấn vô từng loại trái cây á, thì mình cứ cứ dùng bình thường thôi. fruit uh, list trái uh, uh, cây thứ nhất đúng không? fruit list trái cây thứ nhất uh, uh, chấm uh, gọi cái cái hàm cái gì đó ra để mình sử dụng ha. bắt đầu mình nhập tên rồi thông tin của từng loại trái cây trái cây thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư vân vân đó thì mình vẫn sử dụng một cách uh, bình thường ha. như là một cái biến biến mảng ở bên c vậy đó ha vẫn bình thường không vấn đề gì hết. rồi thì đó là những cái cách tạo biến đơn rồi biến mảng ha rồi hoặc là ví dụ như là mình uh, mình có thể tạo cái biến mảng mà có có giá trị ban đầu đi ví dụ như là có hai uh, hai hai phần tử và mình gán cái giá trị ban đầu luôn vẫn được luôn. Đây, fruit thì mình có thể cái ông đầu tiên á thì mình sẽ gọi đó là cái uh, uh, fruit uh, bình thường thôi, à, có không có đối số ha, fruit không đối số. Thì uh, đối với cái này thì mình sẽ nhớ là là mình thử ha, thử ví dụ như mình để không nó được hay không hay hay là mình rồi từ từ mình ghi xong cái đã. Fruit, cái cái ông cái cái phần tử thứ hai trong cái mảng này á là có đối số ha, thì ở đây có ba đối số. Ví dụ như là là trái orin orin vn đi cái tên của nó rồi cái giá là 30.000 và cái xuất xứ là việt nam đi ví dụ vậy đó thì các bạn sẽ thấy ha, cái đối với cái anh này ha uh, thai name is not allowed tức là nó báo là cái cái khi mình gọi cái hàm tạo với cái cấu trúc tạo mãn như thế này thì mình ghi cái tên không á, là không được còn tạo biến đơn thì được nhưng mà khởi ghén ban đầu á, gọi cái hàm tạo ở chỗ này như vậy không được thì mình sẽ dùng cái đóng đóng ở ngoài ha để mình khởi khởi ghén cái 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 hàm tạo đầu tiên này nè vào trong cái ông fruit số 0 và cái hàm tạo có đối số vào trong cái ông fruit thứ thứ một ha rồi thì mình cũng chạy thử cái ha mình chạy thử cái mình comment này đi chứ không mỗi lần mà mình tạo ra một cái hàm tạo đó, thì nó sẽ gọi cái hàm constructor đó, thì mình mình nên xóa bớt đi chứ không nó xuất ra rất là nhiều chạy thử ha đó thì ở đây các bạn sẽ thấy nè ở đây nó sẽ xuất ra là hai cái constructor hai cái hàm tạo ủa nó có xuất ra một cái destructor luôn nè một cái hàm hủy luôn ừ đó thì cái hàm hủy này này là của ai ta hai cái hàm tạo đó hai hàm tạo đây hàm tạo đầu tiên hàm tạo thứ hai đúng không đó nhưng mà cái hàm hủy này là của ai ừ ở đây nó có xuất ra một cái hàm hủy các bạn tức là trong hai cái ông này có một ông là 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 nó giải phóng rồi ha nó giải phóng cái bộ nhớ rồi thì từ từ để mình xem thử cái chỗ này cái đã mình mình gọi cái cái mình xuất cái thông tin của từng cái cái loại fruit ra cái đã fruit list à, thứ thứ không ha tức mình cũng demo cho các bạn coi là bring cái info của cái fruit thứ không ra sau đó mình bring cái thông tin của ông uh, fruit thứ thứ một ra ha để coi coi cái ông số không á là dùng hàm tạo mặc định ông số 1 dùng cái hàm tạo có đối số nè thì coi coi nó có xuất ra được hay không đó thì nó vẫn xuất ra mọi thứ ok các bạn ha đây đây là cái uh, cái fruit uh, thứ không nè và đây là cái fruit thứ à, thứ một ha đó. đó thì vẫn ok các bạn ha đó. Nhưng mà ở đây nó có gọi một cái hàm Hàm hủy Ủa hàm hủy này của ai ta Destructor nè Nó có gọi một cái hàm hủy Rồi ở đây các bạn ha, cái 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 cấu trúc khi mình viết gột như vậy nè thì thật ra nó đã diễn ra một cái cái quá trình khá là thú vị các bạn. Thú vị ở chỗ này. À, nếu mà mình gọi cái hàm tạo mặc định á thì thì nó nó sẽ nó sẽ tương đương cái chuyện là gán cái ông này nè là bằng bằng cái hàm tạo mặc định thôi là bình thường không vấn đề gì hết nhưng mà đối với những cái hàm tạo mà có đối số các bạn thì khi mà gán cái hàm tạo có đối số này nè vào trong cái cái list cái phần tử thứ thứ một á là 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 cái ông thứ hai này ha đúng không gán vào ông này thì nó sẽ diễn ra cái quá trình là nó sẽ cấp phát các bạn nó sẽ cấp phát một cái nó sẽ cấp phát một cái cái vùng nhớ để chứa cái thông tin của cái 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 hàm tạo này của cái cái kiểu dữ liệu fruit này. Trước sau đó thì nó sẽ lấy cái dữ liệu đó nó gán vào trong cái phần tử số 1 này. Đó và sau đó thì nó sẽ giải phóng cái 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 vùng bộ nhớ mà nó nó cấp phát ha. Tức là nó diễn ra cái quá trình là nó sẽ cấp phát một cái vùng bộ nhớ để nó khởi gán một cái biến fruit trước, sau đó nó lấy cái cái phần dữ liệu đó nó mới gán vô cái ông thứ thứ một này và sau đó nó sẽ giải phóng cái vùng bộ nhớ đó các bạn. Nên đối với cái cái ông mà uh, cấp phát cái kiểu uh, uh, có đối số nè thì nó sẽ gọi thêm cái hàm uh, destructor nữa khi mà nó hủy, hủy cái vùng cấp phát đó ha. Thì uh, tại sao thầy biết? Tại vì khi mà thầy xóa cái này đi ha, Thầy thầy cái ông số 2 thầy cũng sẽ uh, cấp phát ấy uh, ông thầy cũng thầy cũng khởi tạo theo cái kiểu là là hàm mặc định thôi. Thì các bạn sẽ thấy là nó không có có gọi cái hàm hủy nữa nó không gọi hàm mỹ nữa còn tại sao nó lại làm như vậy thì thầy thầy cũng cũng không rõ lắm các bạn ừ, cái này cái cấu trúc nó nó hoạt động như vậy thì thì thầy nói lại cho các bạn hình dung thôi rồi thì còn tình huống tiếp theo thì ví dụ như mình có hai 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 ông đi mình có hai ông là 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 khởi ghén là có đối số đi thì khi đó các bạn sẽ thấy là nó, nó cái cái quá trình nó sẽ cấp phát hai lần và nó giải phóng giải phóng hai lần luôn đó các bạn thấy không? Nè, đó. Nó nó khởi tạo, sau đó thì thì nó sẽ à, tức là theo như mình đoán đó, là nó sẽ tạo cho một cái vùng bộ nhớ cái cái biến đó trước, sau đó nó lấy cái 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 dữ liệu của cái 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 cái, cái biến fruit đó nó đẩy vô cái ông số số không Sau khi đẩy vô xong rồi ổng sẽ destructor ổng sẽ hủy đi. Đó và sau đó ông này ổng sẽ lấy cái biến sau đó ổng gán vô xong rồi ổng ổng hủy cái vùng đó đi ha. Thì mình mình đoán là vậy thôi chứ còn chỗ này thực sự mình cũng cũng không nắm rõ lắm các bạn. Rồi, nhưng mà tóm lại cái chỗ này ha thì mình vẫn thu được cái 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 vẫn khởi tạo được cái cái list ha, chứa hai cái đối số như vậy là ok. Rồi. Đó ví dụ như cái chỗ tình huống này ha. Ví dụ tình huống này mình mình khởi ghén nó nhưng mà mà dùng cái mặc định á thì các bạn sẽ thấy là nó không nó 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 không có gọi hai cái hàm destructor các bạn ha. Rồi. Ok, thì đó là một một cái case study mà mình mình nắm rồi sau này nếu mà mình hiểu rõ hơn cái tình huống này thì mình sẽ giải thích sâu cho các bạn thêm. Rồi, tiếp theo à, vậy là coi như cái việc mình tạo những cái biến đơn hay là mình tạo một cái cái list một cái mảng à, thì mọi thứ đều bình thường ha. Bây giờ mình sẽ nói tới cái bài toán là dùng con trỏ đi. Mình nói tới bài toán dùng con trỏ. Rồi, ví dụ như ở chỗ này mình sẽ tạo ra một cái biến gọi là biến con trỏ ha, biến con trỏ đặt tên tên khác đi. Ví dụ tên B đi, một cái biến B biến con trỏ. Rồi, rồi khi mà sử dụng cái biến con trỏ thì mình trước khi sử dụng được nó thì mình phải cấp phép cái bộ nhớ cho nó. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ cấp phép mình tạo ra một cái một cái loại trái cây thôi, một loại thôi. Thì mình sẽ cấp phép cho nó bằng một thôi. B mình sẽ dùng toán tử là new B dùng toán tử là new. Rồi sau đó thì cái cái loại trái cây fruit thì mình muốn gọi cái hàm tạo nào thì mình gọi cái loại đó. Ví dụ như hàm tạo không đối số thì mình sẽ đóng ở ngoặc thôi. Rồi, sau đó mình sẽ b chấm print đi thì mỗi lần mình tạo ra xong thì mình sẽ sẽ, sẽ, sẽ xuất ra luôn, xin lỗi ha à, nếu mà là con trỏ nha thì thông thường là mình sẽ uh, tạo một cái đối tượng thuộc root á thuộc một cái class nào đó thì mình sẽ dùng dấu chấm nhưng mà khi mà mình dùng con trỏ thì mình sẽ dùng cái dấu mũi tên nha, con trỏ thì là trỏ tới đúng không, ví dụ trỏ tới print info đi, đó chạy rồi, thì sau khi print info rồi thì tới một lúc nào đó mình không xài nữa thì mình sẽ dùng cái toán tử là delete ha để mình giải phóng cái 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 con trỏ đó, giải phóng cái vùng tài nguyên, tức cái biến nó luôn, tức là xóa cái nội dung cái biến nó luôn ha, mình không dùng nữa thì mình delete nó đi, rồi mình bấm F5 mình chạy ha, mấy f mình chạy, thì các bạn sẽ thấy đây ha, cái quy trình nó như thế này, thứ nhất à, khởi tạo new thì nó sẽ gọi cái hàm constructor, tức là nó khởi tạo thành công, sau đó thì nó sẽ gọi cái hàm print thì nó xuất thông tin và sau đó mình delete nó tức là nó sẽ gọi cái hàm destructor để nó hủy ha thì hàm constructor và hàm de destructor thì nó tự động được gọi ha rồi thì đó là cấp phép một cái con trỏ có có một đối số ha và gọi cái hàm 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 tạo mặc định ok thì các bạn muốn gọi hàm tạo khác thì thì các bạn gọi thôi red apple ví dụ như là táo táo mỹ táo đỏ à, giá tiền là 69.000 về xuất xứ là Mỹ đi đó ha rồi thì mình vẫn có thể khởi tạo ra một cái một cái cái loại trái cây mới ha rồi thì chạy thử coi như thế nào đó thì mọi thứ nó vẫn ok ha đó hàm tạo rồi cái cái hàm tạo mình gọi đây à, và sau đó thì à, cái cái câu lệnh cái hàm bring mình xuất ra rồi sau đó mình hủy nó rồi ok ha à, tiếp theo tiếp theo cái dạng tiếp theo á à, ví dụ như là mình à, cấp phát nhưng mà không phải là một một à, à, một biến mà là nhiều biến ha thì à, à, các bạn để ý ở chỗ này nè nếu mà tạo ra một cái mảng gồm nhiều nhiều cái biến à, một cái con trỏ quản lý nhiều cái loại trái cây đúng không thì tạo ra một cái mảng đúng không thì đối với à, đối với khi mà gọi cái hàm tạo mà không đối số thì mình sẽ xử lý khác mà nếu mà gọi ra một cái mảng hàm tạo mà gồm có nhiều cái đối số nha Uh, một cái mảng gồm gồm một cái mảng mà gọi cái hàm tạo mà có có đối số truyền vào á, thì nó lại khác ok thì mình sẽ làm cái 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 qua cái code để các bạn dễ hình dung thì bây giờ mình sẽ nói về là khởi tạo new nè gọi cái hàm tạo mà có nhiều đối số ha Ê, quên xin lỗi uh, gọi uh, tạo ra một cái mảng ha nói chung là con trỏ tạo ra một cái mảng uh, Chứ một cái mảng nhưng mà mỗi cái cái phần tử trong cái mảng đó, đó là một cái một cái đối tượng ha, thuộc cái class này nhưng mà mỗi cái đối tượng này nó là nó sẽ tự động nó sẽ gọi cái 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 hàm tạo là hàm tạo không đối số ha ví dụ ở đây mình tạo ra ba uh, phần tử đi ba phần tử ha mình gọi ra ba tạo ra ba cái phần tử tức là chỗ này mình sẽ tạo một cái con trỏ nè con trỏ sẽ khởi tạo ra một cái mảng gồm có ba phần tử thuộc cái kiểu là uh, fruit ha thì khi mà mình khởi tạo new như thế này thì nó sẽ tự động các bạn nó sẽ tự động nó gọi cái hàm tạo là không đối số cho cả ba cái cái phần tử bên trong cái mảng này ha nó sẽ gọi cái hàm tạo là là không không đối số ha không đối số đó. nó sẽ tự động gọi hàm tạo không đối số cho cả ba cái 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 phần tử bên trong cái mảng này luôn đó, thì bây giờ mình sẽ xuất ra cho các bạn coi thì đây là phần tử thứ nhất nè ha phần tử thứ hai phần tử thứ ba mình dùng giống như là là là, là bên kia vậy đó Ủa cái này là cộng không chứ ha, dùng theo kiểu con trỏ ha đó thì cái phần tử đầu tiên là phần tử b cộng không đúng không đó rồi sau đó là phần tử thứ hai là b cộng b cộng một ha và phần tử thứ ba là phần tử b cộng b cộng hai đúng không không một hai đó thì mình coi cái 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 hàm tạo nào sẽ được gọi khi mà mình khởi tạo như thế này thì hàm tạo nào sẽ được gọi ha rồi thì đóng mở mặt vuông nha là ba phần tử còn cái này hình như mình để cái, cái cái này vô nó không có cho các bạn để này vô không cho mình cứ để như vậy thôi để phía sau này cũng không được luôn ha thì tóm lại là ủa phía sau này được nè ok thì từ từ tí nữa mình sẽ thử ha rồi còn cái này là cái cách nó sẽ gọi cái hàm tạo ha nó sẽ gọi cái hàm tạo không đối số ha? Rồi, thì về cái việc mà giải phóng á thì mình sẽ dùng là delete ha, delete. Cái delete này á thì mình chạy thử coi với vẫn với ví dụ như vẫn để delete như thế này thì nó có hủy được cả ba cái phần tử bên trong hay không? Thì cứ chạy thử ha. Rồi, nó báo lỗi luôn các bạn ha, báo lỗi luôn á. Đó, thì tại vì cái, cái 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 delete đó ha, cái delete chỗ này. nè mình nói cái chỗ này thì ở cái này á. nó cái cái b cái con trỏ b mình á. là nó quản lý ba cái phần tử lần tức là một mảng gồm nhiều phần tử nên khi mà mình delete nó thì mình thêm cái này giúp thầy nó nó để nó biết được đó là cái con trỏ b là một 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 cái một cái mảng ha nó nó chứa nhiều cái phần tử đó thì mình sẽ đóng mở ngoặc như thế này rồi khi đó mình chạy lại thử ha đó thì bây giờ nó hết lỗi các bạn ha thì bây giờ mình mới phân tích cái kết quả để mình xem nè thì thứ nhất là đó mình khởi gán ba ba ông thì nó sẽ có ba cái constructor nó được chạy sau đó mình bờ info của ba cái ông nó ra thì mình coi thử coi là cái hàm tạo nào được gọi ha thì cái ông thứ nhất đây đó, ông thứ hai đây và ông thứ ba đây thì cái hàm tạo không đối số sẽ được gọi đúng không rồi sau đó là tới hẻm à, hàm hủy các bạn ha đó khi mình gọi delete này thì ba ông sẽ bị hủy các bạn ha đó thì đó là cái cách mà mình tạo ra một cái cái mảng gồm ba cái cái đối tượng thuộc cái kiểu class là fruit và nó sẽ nó sẽ gọi cái hàm tạo không đối số ha nó sẽ gọi cái hàm tạo không đối số rồi ok ha rồi à, hồi nãy ở đây mình mình thử cái này là có thêm cái dấu đóng mở ngoặc này coi có được hay không lỗi thì không báo lỗi mà chạy thử coi nó có vấn đề gì hay không à vẫn được các bạn ha vẫn ok đó thì đây là cái cách mà mình 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 khởi tạo new ha có thêm cái dấu đóng mở ngoặc tròn ở phía sau này cũng được hoặc là không có cũng được ha rồi tức là cái hàm tạo mà không đối số thường 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 các bạn thường thường là mình 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 mình, mình có đóng mở ngoặt không đóng mở ngoặt cũng được các bạn thì các bạn cứ cứ coi tại vì cái đóng mở ngoặt nó không có dữ liệu á thì có 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 những lúc mà mình có thể có hoặc là mình xóa luôn cũng được rồi ok ha tiếp theo tiếp theo thì mình nói tới uh, tạo cái mảng nhưng mà gọi cái hàm tạo có đối số thì sao thì ở đây mình có đóng mở ngoặt được nè thì mình sẽ tiến hành mình thêm uh, mấy cái đối số vô coi thử nó được không red red apple đúng không rồi sau đó là tức là cái 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 đối số này là mình sẽ để giống nhau luôn ha. 69 cho các cái phần tử trong mảng luôn. Đó. US thì thử coi cái cách này được hay không. Đó. Thì mình rê vô cái là nó báo lỗi rồi các bạn. Đó, nó báo là gì ha? Nó báo đối với cái cái loại mà hàm tạo gọi cái hàm tạo mà có đối số ha, có đối số thì mình làm theo cái tạo ra cái mảng cho mỗi cái phần tử trong mảng là một nó nó sẽ khởi tạo mới và nó gọi hàm tạo có đối số thì thì viết cái cách này là không được nha, không được nha các bạn. Thì bây giờ đối với cái hàm tạo có đối số á, mà mình tạo ra một cái mảng á thì mình phải làm như thế nào? Thì à, cái cách khác thì thầy không biết nhưng mà ở đây thì thầy biết có cái cách như thế này thì các bạn coi thử như thế nào ha. Rồi. À, À, hàm tạo ha. tức tức là trong trong những cái phần tử của cái mảng nè thì có cái phần tử luôn cái cách này là cách cách chung luôn có những cái phần tử là mình muốn gọi nó là hàm tạo có đối số có phần tử thì mình muốn nó là hàm tạo không có đối số thì thật ra là là tùy mình luôn bạn ha Thì cái cách này nó nó hay hơn ở chỗ này đây à, à, thứ nhất thứ nhất ha là bây giờ mình nói cái tình huống là có đối số trước đi thứ nhất là cái cái dấu cái cái dấu sao này nè mình sẽ nâng cấp nó lên một cái 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 cấp độ nó nó mới hơn đó là mình sẽ dùng hai dấu sao các bạn tức là dùng cái con trỏ của con trỏ ha rồi thứ hai thứ hai là mình sẽ tiến hành ở chỗ này là cái con trỏ b của mình á là nó sẽ bằng khởi tạo new của các bạn nhưng mà ở chỗ này ha thì mình sẽ thêm một cái dấu sao vô ở chỗ này tức là mình sẽ tạo là gì ừ cái con trỏ b con trỏ của con trỏ nè thì cái con trỏ b này là nó sẽ quản lý tới cái thông tin của ba cái con trỏ nhỏ tức là ba cái con trỏ nhỏ là mỗi cái con trỏ nhỏ là một cái đối tượng bên trong cái 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 mảng này ha cái là fruit sao tức là một cái con trỏ nhỏ bên trong á, tức là cái ông b này quản lý ba cái phần tử của ổng á là mỗi phần tử là một cái con trỏ một dấu sao ha, cái con trỏ hai dấu sao thì quản lý những cái con trỏ một dấu sao thì mỗi con trỏ một dấu sao này nè thì mình sẽ làm gì các bạn à mình sẽ cấp phát cho nó một cái một cái 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 một cái kiểu dữ liệu fruit mới ha một cái kiểu dữ liệu fruit mới là có đối số hoặc không đối số gì đó thì tùy mình luôn đó thì khi đó mình sẽ tới chỗ này nè cái bước tiếp theo ở đây thì mình sẽ cấp phát cho cái ông này ha thì cái cách mà cấp phát mình sẽ làm như sau các bạn mình sẽ làm như sau thì các bạn để ý ở chỗ này nha để ý ở chỗ này Uh, nó hơi làn nhằn một xíu ha uh, đây cái phần tử cái phần tử đầu tiên này, trong trong cái mảng mình nó sẽ là mình sẽ ghi nó là uh, sao của b ha, b nè b nhỏ nè cộng ha cộng cộng không các bạn ha sao của b cộng không tức là cái phần tử đầu tiên trong cái 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 con trỏ b này quản lý nó là sao của b cộng không tức là truy xuất tới phần tử đầu tiên mình sẽ cấp phát ha, lúc này mình mới cấp phát cho nó là new uh, fruit ha, fruit uh, và ở chỗ này thì mình muốn là có có cái loại nào đó thì tùy mình ví dụ như có đối số đi, uh, red apple uh, sau đó là giá tiền 79.000 nghìn rồi sau đó là us ha đó thì đó đây là cái bước đầu tiên mình cấp phát ra cái uh, uh, cấp phát lại tiếp tục ha tức là cái này lại cấp phát ra mảng quản lý các con trỏ một một con trỏ con trỏ có một dấu sao và sau đó con trỏ một dấu sao thì lại được cấp phát cho một cái vùng nhớ để quản lý một cái vùng nhớ là chứa cái à, cái đối tượng ha đối tượng cụ thể ha, chứa đối tượng cụ thể thuộc cái, cái 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 class fruit đó rồi cái ông tiếp theo á cái ông tiếp theo của mình thì đó sẽ là b cộng cộng một các bạn ha thì sẽ bằng gì Uh, new ha, fruit thì lúc này các bạn có thể cấp phát cho cái ông tiếp theo này là là không đối số hả uh, Ừ ok rồi Cái ông tiếp theo nữa thì uh, mình copy luôn cho nó nhanh thì cái này sẽ là ông gì Ừ uh, cũng không đối số luôn đó hoặc là có đối số đi nó có hai ông có đối số đi rồi mình bỏ xuống đây uh, mình sẽ cái này loại loại uh, Blue Apple đi và giá tiền là 99.000 đó ha uh. thì đó là mình đã tạo ra được uh, Uh, một cái con trỏ quản lý ba cái con trỏ nhỏ, mỗi con trỏ nhỏ thì lại chứa cái thông tin của ba cái loại uh, khởi gán ha, khác nhau. Rồi. Ok ha. Rồi, thì sau đó thì mình tiến hành tiếp tục là cái gì? Uh, mình truy xuất tới, mình sẽ dùng những cái ông này để mình truy xuất tới những cái hàm print info của ba cái ông này thì để xuất uh, dùng truy vấn tới cái này thì cái cách truy vấn nó như thế này nha. Thứ nhất là mình sẽ dùng là dấu dấu sao các bạn ha, dấu sao của nguyên cái bộ này luôn đó dấu sao của của nguyên cái bộ này luôn tức là tương đương với cái cái biến này à, tương đương với với cái, cái 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 một cái biến con trỏ thôi một cái biến con trỏ tới fruit thì nó tương đương đó, thì mình sẽ lấy nguyên cái này mình sẽ trỏ tới cái biến Green info đó đó là cái cách mình làm ha đó tức là con trỏ của con trỏ thì thì nó nó phức tạp hơn các bạn thấy không nó phức tạp hơn hẳn luôn á rồi thì chỗ này cũng như vậy sao của b cộng hai rồi ok ha đó rồi sau đó mình sẽ đã truy vấn được tới rồi đó ha. Thì mình sẽ dùng qua cái cấu trúc này. Rồi, thì từ đây mình muốn truy vấn tới cái hàm print info hay là những cái biến gì đó thì tùy mình nha. Ví dụ như mình xóa này, mình truy vấn tới cái biến name hay biến gì đó thì tùy mình. Đây, trở tới name address gì đó thì tùy mình ha. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ gọi cái hèm print info thôi. Ok ha. Rồi về cái việc mà giải phóng đó, cái ông này cấp phát hai lần thì cái quá trình giải phóng mình nó thì mình cũng phải giải phóng thành thành hai 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 mức độ các bạn, hai mức độ. Thì cái mức độ đầu tiên ha, cái mức độ đầu tiên á là mình sẽ mình sẽ giải phóng từng cái ông nhỏ này trước. Rồi. Thì từng cái ông nhỏ rời đúng không? Từng ông nhỏ thì mình sẽ giải phóng ổng là cái này là sao của à, B B cộng không tức là mình phải giải phóng từng ông trước. À, những cái này mình viết uh, từng cái câu lệnh đơn ha còn trong thực tế các bạn có thể viết cái vòng lặp được tại vì cái chỗ này các bạn thấy nó nó tịnh tiến thôi không một hai là mình làm một cái biến chạy ấy. rồi cái giá trị tùy tùy thuộc giá trị ha nhưng ở đây mình sẽ làm uh, từng cái câu lệnh đơn để các bạn nắm hoặc đây mình có thể chạy cái vòng for được for int bằng ở à, gì y bằng không chấm phẩy y uh, nhỏ hơn 3 ha chấm phẩy y cộng cộng rồi thì ở trong cái hàm này thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ giải phóng ba ông này nó là b cộng gì b cộng y các bạn ha b cộng y đó là giải phóng ba cái ông này trước đó rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ giải phóng cái ông này đúng không thì giải phóng cái ông ở trên thì mình sẽ dùng cái hèm là delete à, b đó ha đó thì mình cần phải có nguyên một cái bộ như vậy thì khi đó mình mới giải phóng được hết cái cái quá trình mình cấp phát hai lần như vậy ha ok ha rồi thì bây giờ mình chạy thử coi cái kết quả như thế nào các bạn. <laughs> chạy thử nha. Rồi đây các bạn ha. Thì bắt đầu mình coi cái kết quả coi nó đúng như những cái gì mà nãy giờ mình mình vẽ ra không? Mình vẽ ra không? Rồi, thứ nhất là là cái constructor ba cái constructor được gọi nè khi mà nó nó thực thi ba cái new như thế này. Đó. Cái thứ hai là mình sẽ xuất cái giá trị của ba cái, cái 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 phần tử ra. Thì mình sẽ thấy cái phần tử đầu tiên nè là 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 có đối số nè phần tử thứ hai là không đối số nè và phần tử thứ ba là có có đối số nè các bạn thấy không đó đúng ha và sau đó là mình delete mình giải phóng ba cái ông này ba cái ông này chỗ này nè thì nó sẽ gọi ra ba cái destructor ha còn cái giải phóng của cái con cái biến con trỏ ở trên đây á, thì nó không có nó không có gọi destructor gì hết nha tại vì cái này là một cái biến con trỏ của cái con trỏ này ha. của cái cái mảng ba cái con trỏ này thì ba cái ông này thì nó không có gọi tới cái cái class fruit nên nó không có hàm constructor và nó cũng không có cái hàm destructor mặc định ha của của mình đó thì chỉ có cái phần ở trong đây cái này và cái này thì nó mới có constructor và destructor thôi ha tuy nhiên là những ông này vẫn sẽ được giải phóng ha những cái chỗ khởi tạo new thì sẽ được cấp phép và những cái những cái chỗ mà delete thì sẽ được giải phóng ha ok thì đó là cái cái ý tưởng ha để mình tạo ra một cái một cái mảng các bạn ha một cái mảng mà uh, tạo ra một cái mảng để mà chứa nhiều cái uh, nhiều cái, cái 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 đối tượng thuộc cái kiểu class root và nó có thể là uh, gọi cái hàm khởi tạo là có đối số hoặc là gọi cái hàm khởi tạo không đối số ha ok ha rồi thì cái cách này thì nó phức tạp hơn còn các bạn muốn uh, uh, tạo ra một cái 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 mảng mà uh, các cái mà dùng các các cái hàm tạo mặc định á không đối số thì nó rất là đơn giản thôi à, nguyên cái cái nguyên cái đoạn này mình chỉ cần làm một cái bước đơn giản thôi các bạn à, nếu mà không đối số thì hồi nãy mình 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 chỉ rồi đó nguyên uh, cái đoạn trước của cái video này các bạn coi lại gì mình nguyên cái này mình chỉ thay thế bằng một cái rất là đơn giản thôi đó là cái gì à, comment này đi ha nguyên cái này mình chỉ cần thay bằng cái gì à, cái gì for root thôi tóm lại các bạn coi dùm thầy cái 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 video trước cái video cái đoạn này đi ha thì mình có nói cái cái cách mà tạo ra một cái mảng mà gọi tới các cái hàm tạo ok ha thì tóm lại là tới đây mình đã chỉ các bạn cái cách mà tạo ra một cái mảng để mà trong cái mảng chứa các cái các cái, cái, cái đối tượng thuộc cái class này mà có thể uh, có những cái có thể gọi được những cái hàm tạo uh, khác nhau có đối số hoặc là không có đối số ha rồi. Còn đối với những cái hàm tạo mà à, tạo ra một cái mảng mà gọi các cái hàm tạo mà không đối số đó, thì nó đơn giản hơn ha thì cái cái phía trước phía trước của cái đoạn video này thầy có nói rồi các bạn coi lại cái phía trước ha. Ok thì à, tới nay thì tới cái cái tới đây thì mình kết thúc cái video này ở đây ha. Thì ở trong video này mình đã hướng dẫn các bạn các bước để mà mình tạo ra những cái cái dạng con trỏ ha, con trỏ để quản lý những cái đối tượng thuộc cái kiểu class này. Ha? những cái dạng con trỏ rất là khác biệt ha, có những cái loại khác nhau. Thì các bạn coi cái video này và uh, uh, ghi nhớ để mình có thể sử dụng lại trong tương lai ha. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trận những trong những cái video tiếp theo ha.